Rồi, chào cả nhà mình ha. Hôm nay thì em có chuẩn bị cắt một cái cây mai để mình ghép ha. Thì cây này đã đi được cây 2 nè cả nhà. Cái này lúc em mua ha, nó đã có cái cây 1 rồi, mình xử lý ha. Xử lý tại vì không có, lúc mà mua về thì cái lá nó một cây đầu, lá cũng hơi già già. Rồi em xói bầu ra ha. Cái bầu gọn thì cũng không có cắt rễ nhiều, nên cái cây mình nó cũng không có ảnh hưởng nhiều ha. Còn những cái thí dụ như nó ra tược mà non lụa là cô chú anh chị mình thâu rễ ha, cười đất vô chậu thì cái cây có thể là nguy hiểm ha, để suy yếu. Rồi cái cây này thì mua trước Tết nè, thời điểm này thì nó đã phúng ra cây 2, đi đọt cây 2 rồi cả nhà, đi đọt cây 2. Thì sẵn ở đây thì em quay ha, quay cho cô chú anh chị mình chia sẻ rồi mình cắt lại mình ghép luôn ha. Như vậy thì cái mặt tiền cả nhà, thì đúng ra ha, đúng ra thì mặt này nó thoáng nè, nó thoáng cái đường thân một tí ha, đường thân nó thoáng. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cái cốt này ha, cái cốt này nó đã cái cành bay của mình nè, cành bay của mình ha, cành thống ha, nó bị chỏi cái cốt đầu tiên nó bị chỏi ha. Nên mình sẽ phân tích từ từ để coi mình bắt cái mặt tiền ở đâu cho nó chuẩn ha, chính xác. Đó, như vậy cả nhà thấy ha, nó đưa vô cái mặt liền. Đó, cái cành này thì nó sẽ không có được đẹp. Đó. Rồi thì qua mặt bên đây. Qua mặt bên đây. Đó, mặt bên đây thì cái cành này thì nó cũng hơi che ha, hơi che lấp cái cành bay này. Đó thì có thể mình sẽ rút ở trong đây, mình rút sát vô một tí ha. Rút sát vô một tí để hoặc là mình lấy ở ngoài này để mình sửa ra cho nó thoáng được cái đường bay này. Đó, như các ở đây có thể là nhìn thấy cái đường bay này, cái cần bên đây thì nó đẹp hơn cả nhà. Đó, thì chia sẻ để mỗi cây thì mình mỗi thấy cái hướng ha, mỗi người mỗi cái định hướng khác nhau. Đó, nhưng mà làm sao mình để cho thành nhìn thấy cái cây mình nó nhìn thấy thoáng ha, thoáng đẹp là được rồi cả nhà. Đó, mình thấy đẹp là người ta cũng nhìn ngắm được ha. Trước tiên là mình xem những cái cây bắt mặt tiền như thế nào và cốt cành ha, mình cắt mình chỉnh sửa như thế nào là khi ghép xong thì mình chỉnh ra cây nó không có rối ha. Cốt này thì đã giật nhịp trong đây rồi, chắc chắn là mình sẽ giật trong đây ha, trong đây rồi. Cốt này nó dài quá nè cả nhà, ba dài quá. Nếu mình ghép dài ra tới ngoài này thì cái khoảng giữa này nó sẽ không có phát triển ha, nên có thể là mình cắt từ đoạn này mình nối nhịp ra thì cái cành nhánh nó sẽ đủ hơn. Đó, nhiều khi mình tiếc mình sẽ để cái cành bay này luôn ha, để cành bay này cũng rất là đẹp đó nha. Để made in thì có thể mình chơi được, nhưng mà khi mình ghép là trong đây nó sẽ không có phát triển được nè cả nhà, không phát triển được ha. Cái này nó bị quẹt ấy chứ không phải là bị nứt ha. Đó, thì mình sẽ cắt ngang đây, mình nối nhịp ra từ từ lại thì cái cây mình nó sẽ cái phơm tàn nó sẽ đủ hơn. Rồi thì sẵn ở đây thì em cũng quay cắt chia sẻ cho cả nhà mình để mình xem ha, xem qua. Thì thực tế thì có những cái dáng thế khác nhau, nên ở đây là mình chỉ cái lối tham khảo thôi, thì để chia sẻ cho cô chú anh chị mình có những cái nhìn những cái cây nó những cái cành nhánh khác nhau để mình so sánh, mình cắt nhịp và mình rút làm sao cho cái cây mình nó sạch cây và nó nhìn thấy có đường nét một tí là được rồi hết cả nhà. Rồi thì sau khi mình phân tích xong ha, mình sẽ tiến hành cả nhà, tiến hành mình cắt ha. Cắt rồi mình sẽ bôi keo vào để cho nó khô cái mặt cắt, khô cái keo rồi mình sẽ ghép luôn nha cả nhà. Mình sẽ ghép thì cái nhựa cái keo của nó sẽ không có ướt và nó làm cái mặt cắt của mình đó, là mặt cắt mình ví dụ như mình cắt những cái bo mình lạng á, nó sẽ không có dính cái bo ha, nó chỉ có miếm, sau này nhựa nó lên nó miếm thôi.
Giờ thì mình bắt đầu tiến hành ghép nha cả nhà. Đây thì dẫn anh chọn những cái cựa gà, những cái ngồi giết mà nó mập đó, ngồi giết nó mập để mình có thể là đóng vô. Và tháng này thì những cái chột này nó rất là già ha, rất là già, thì mình ghép cái bao bo nó mau cứng nè, mau cứng mau khỏe ha. Nó không phải như tháng 4, tháng 5, tháng 6 mà những cái bo non đó mà mình ghép á thì thường nó tháo bọc ra thì nó sẽ sụ ha, hoặc là nó đi tược thì nó cũng sụ. Còn những cái bo mà già như những cái tháng bắt đầu từ tháng 11, tháng 12 trở lên thì những cái bo này á nha, những bo này là nó đã cứng cáp rồi, những cái chọt nó cứng rồi, nên mình ghép á, thường là vào những tháng tháng 12 nè, giêng tháng 2 nè đó, những cái tháng đó là mình chọn những cái bo nó mạnh, trước tiên là nó mạnh và nó những cái ngồi giết nó mập ha, nó già thì mình ghép vào cái cây mình nó mình sửa đó, nó cũng ít sừng hơn ha, ít sừng hơn những vào cái tháng 4, tháng 5 mà mình chọn những cái bo tược đó, những tháng đó mình ghép thì cái cây của mình nó cái chọn nó không có được lớn mạnh đâu, nó không phát triển mạnh đâu như vào những cái tháng này ha. Rồi ở đây thì cái ngọn này cả nhà, cái ngọn ha, cái ngọn thì em sẽ ghép một cái mắt này để mình lắc là cái ngọn đó cho nó sẽ đẹp hơn ha. Trước tiên mình sẽ ghép từ cái ngọn xuống ha nha. Ngọn trước. Đây làng cái bo này cả nhà, mình làng ha, mình làm sao cho nó thiệt là thẳng ha, thiệt là thẳng cái bo là nó đừng có bị mớp nha. Còn bên đây mình sẽ làng khoảng 2/3 so với cái mặt bên kia ha. Đó, cái bo mặt dài này mình sẽ ốp vô trong, còn cái này để nó chịu cái mặt ngoài, nó không có khó tách ha, nó sẽ chịu được hai mặt. Dùng cái lưỡi lam xéo ha, để mình gọc cho cái bo mình nó được thẳng nè cả nhà. Cái bo cứng thì mình gọc nó hơi cực, nên mình phải gọc là lưỡi lam nó hơi lục á, thì mình sẽ bỏ ha, bỏ đi, đừng có lấy lưỡi lam lục, nó làm cho sần sùi, nó không có bằng phẳng, thì mình ghép vô, mình ốp vô, nó không có miếng nhựa đều ha.
Rồi mình đã ép xong rồi cả nhà ha, ép xong rồi cái cành này ha, cành này sau này mình sẽ điểm điểm để nó bay theo cái đường bay chính này nha. Đây thì mình làm cái cửa gà nè để co ha, mình sửa lắc nè, sửa lắc co qua luôn cho có sẵn, có những cái đường cong sẵn rồi, đường co sửa nhạo rồi, mình sẽ lắc theo nhạo theo ha. Ở đây mình sẽ xỉ tiền nữa nha, đây lên đây qua đây một cái ha, còn cái ngọn này mình sẽ đánh theo tiếp nữa đó, thì để mình coi chỗ nào nó thiếu hoặc là chỗ nào nó dư thì mình sẽ chia ra ha, mình ghép làm sao cho nó đều. Và đặc biệt á, lúc nào em cũng ghép cũng chia sẻ cho cả nhà mình là chừa lên đây khoảng mấy ly nè cả nhà, nó để cho cái nhựa nó tràn qua thì cái bo mình nó sẽ dễ miếm hơn ha, nó mau miếm hơn, mà nhựa nó tràn qua thì mau dính vào cái mặt cắt mình nó sẽ mau liền. Rồi thì hôm nay cũng cắt ha, cắt một cái mai trực cành phóng nè, và ghép cho cô chú anh chị mình xem qua để có những cái hướng ha, những cái hướng mà để cho cây mai mình ghép, và sau khi ghép và cắt mình ghép rồi thì cây mình nó sẽ thành phẩm nó sẽ đẹp hơn, nó không có bị chân cành rối ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ thời gian ha, bỏ thời gian xem qua clip của em. Rồi thì em cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Chúc mình cả nhà mình ngày mới thật hạnh phúc và an lành ha. Dạ, xin mến chào ạ.